Lee Jun Ki, IU tiết lộ cảnh quay tái hợp ở thời hiện đại, Người tình ánh trăng có làm phần 2. Mới đây, Lee Jun Ki vừa tổ chức một chương trình Never Know đặc biệt mang tên Dream nhằm kỷ niệm sinh nhật bước qua tuổi 39. Trong quá trình phát sóng, hoàng tử cổ trang khiến dân tình phấn khích khi nhận được cuộc điện thoại chúc mừng bất ngờ từ IU. Đặc biệt, hai ngôi sao đã nói về tình bạn của mình và drama ăn khách Người tình ánh trăng cách đây 5 năm. Được biết, phim kể về câu chuyện tình yêu giữa Hasu, IU, một cô gái trẻ thời hiện tại bị đưa trở về triều đại Goryeo, và Kwangsu Lee Jung Ki, tứ hoàng tử của triều đại. Bộ phim gây sốt khi sở hữu dàn diễn viên chính đình đám như Kang Ha-neul, Park Hae-yoon, Iso, Jisoo, Hong Jong-hyun và Nam Jung-hyuk. Tại sự kiện, Lee Jun Ki đưa ra câu trả lời trước câu hỏi mà anh thường nhận từ người hâm mộ, đó là liệu có phần 2 của Người tình ánh trăng và cặp đôi Kwangsu Hae-su có thể tái hợp hay không. Lee Jun Ki nhận xét rằng thực tế rất khó để xảy ra, nhưng bất kể tính khả thi của nó, anh ấy hỏi IU liệu cô có muốn xuất hiện trong bộ phim nếu phần 2 được sản xuất hay không. IU trả lời, em nghĩ tất cả chúng ta, những người đã quay bộ phim, có lẽ đều cảm thấy như vậy. Chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi quay phim và thậm chí bây giờ có rất nhiều người yêu thích Người tình ánh trăng. Thuộc tuyệt vời phải không? Lee Jun Ki đồng ý và nói thêm. Thành thật mà nói, bọn anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có rất nhiều người trên khắp thế giới yêu thích phim dù đã phát sóng từ lâu rồi. IU lạc quan, nếu có điều kiện để tất cả chúng ta tụ họp lại với nhau thì không có lý do gì mà không làm. Cô ấy cũng chỉ ra rằng các diễn viên xuất hiện trong phim đều đã trở thành ngôi sao lớn và đang bận rộn với các dự án riêng. IU chia sẻ thêm, nhưng nếu anh chỉ hỏi em về quan điểm riêng của em thì không có lý do gì để em từ chối cả. Sau đó Lee Jun Ki đùa, anh sợ em sẽ nói tại sao em phải làm. Cặp đôi cũng nói về cảnh cuối cùng chưa được phát hành, cảnh này đã được quay nhưng không được phát sóng do có sự thay đổi trong hướng đi của Người tình ánh trăng. Lee Jun Ki chia sẻ, diễn viên Lee Ji-yoon IU của bọn anh đã thể hiện diễn xuất cảm xúc tuyệt vời nhất ngày hôm đó. Anh tự hỏi làm thế nào mà ai đó có thể khóc một cách đau khổ như vậy. Thậm chí bây giờ anh còn khóc khi thấy em ấy lột tả cảm xúc với cảnh quay chưa được phát sóng đó. IU trả lời kèm theo một số lời khen. Em thực sự cảm thấy buồn khi chúng ta không thể cho người hâm mộ thấy cảnh Kwangsu và Hae-su gặp nhau. Nhưng visual của anh cũng rất tuyệt vời. Trong bối cảnh hiện đại ngày nay, anh ấy để mái tóc ngắn và mặc bộ suit lịch lãm. Khoảnh khắc mà anh đưa cho em chiếc khăn tay, thật tiếc khi cảnh đó không xuất hiện trên TV. Người hâm mộ của anh chắc chắn sẽ phát cuồng nếu cảnh đó được phát sóng. Trong khi đó, IU đã trở lại với full album thứ 5 Lilac vào tháng trước và Lee Jun Ki đã được đề cử ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải PSG As Awards lần thứ 57. Người tình ánh trăng là một trong những bộ phim có kết cục buồn thảm nhất lịch sử màn ảnh Hàn. Những tứ hoàng tử Kwangsu, Lee Jun Ki và cô nàng Hae-su IU có thể đoàn tụ với nhau ở thời điểm hiện đại. Thế nhưng cuối cùng, chàng và nàng vẫn chỉ có thể sống mãi trong ký ức của nhau. Theo như chia sẻ của IU và Lee Jun Ki, thì lẽ ra cái kết của Moon Lovers sẽ không đau xé lòng đến thế. Tứ hoàng tử và Hae-su sẽ gặp lại nhau ở thời hiện đại. Thế nhưng, khả năng cao vì muốn bộ phim mang đến sự dây dứt cho khán giả, nên nhà sản xuất lựa chọn để cặp đôi sống trong ký ức của nhau.